Mấy chú mẹ giúp ngoại con, giúp em con về đây. Đúng rồi. Con ở chợ con rất mang ơn mấy chú. Con rất mang ơn mấy chú nhiều lắm. Con nói đi, con nói đi. Dạ, con đi làm lúc mà 10 tuổi tới giờ. Dạ. Rồi là mà tự con đi làm kiếm tiền hay gì, hay là có ai kêu con không? Dạ, bà ngoại nói ngoại hiếu nợ. Rồi con mới thấy ngoại già. Con thấy ngoại già, con muốn ở bên cạnh ngoại. Rồi con mới đi ở đợ. Hút 10 tuổi gì con ở đợ cho dì hai. Con tên Văn hay là Danh? Dạ Văn. Danh hả? Bé Văn. Bé Văn. Dạ, anh Danh hả? Dạ. Bé Văn. Văn hả? Rồi con kể đi con sao? 10 tuổi con đi màng, con đi màng là 10 tuổi con màng trước ở trên đây á, là màng cho dì hai. Là bà dì lính. Con màng ở đó. Để trả nợ cho ngoại. Mà trả hoài không có hết. Rồi Út Kha con ổng mới đi ghe của dì Kiểm. Rồi mới mượn Út Kha chơi chân hụi, mượn dì Kiểm chơi chân hụi giùm. Là để chuộc bà ngoại con về dưới đây để lo màng ăn để trả nợ. Rồi nói chung là ở dưới đây đối xử tệ bạc. Rồi con rất là sợ quải. Rồi thêm nước là con hư ngoại. Con không biết con làm sao. Con gì không muốn xa ngoại. Cũng không muốn xa mẹ. Nhưng mà đúng phải đành. Nếu mà con đi theo ngoại thì con phải xa mẹ. Bây giờ con chỉ muốn ở chung hai người. Con không muốn xa người nào hết. Như con là con rất thương ngoại con ha. Con rất thương ngoại. Con mong cô chú giúp con với ngoại con, giúp em con về đây tập tụ gia đình. Con muốn ngồi ăn cơm chung gia đình. Ngồi ăn chung mâm cơm gia đình. Nhưng mà đó giờ con mơ ước không có. Con 10 tuổi tới giờ con đi ở nợ là con không có được bên cạnh ngoại. Con không được ngủ chung. Giờ con xin mấy cô mấy chú ở đâu giúp con cho ngoại về đây để đạp đủ gia đình. Con muốn xa cách người nào hết. Thật sự con muốn xa ngoại. Rồi lúc đó con không có đi học hành gì sao? Dạ không. Mà con nghĩ sao mà con mới lớn mà con đi làm nổi. Con dán chịu đau chịu đớn mà con đi làm. Dạ con gán chịu đau. Con gán chịu. Để con giả hết nữa. Nhưng con gán chịu không có nổi. Con chật gá con đúng có ngồi. Con đúng có cỡ với ngoại. Ngoại ơi con cũng không muốn xa ngoại. Nhưng mà bên này con phải xa ngoại. Ngoại tôi phải chết con. Con gán về đây. Con gán mừng vậy con kiếm tiền con gửi xuống cho ngoại. Nhưng mà bây giờ con rất nhớ ngoại. Con nhớ ngoại bây giờ con rất nhớ. Nhưng con giờ nhớ ngoại mà con giờ sợ ngoại. Con đi làm từ lúc mấy tuổi Dân? Dạ con đi làm lúc 10 tuổi. 10 tuổi nha, rồi con đi vô mà con ở đợ đó để con trả nợ cho ngoại con đó. Dạ. Là khoảng bao lâu rồi? Con ở đó là khoảng bao mấy tháng rồi? Đầu hút đầu gì vô mà chỉ người ta nuôi cơm. Dạ. Rồi con thấy cũng được. Rồi con ở đâu năm ngoài rồi người ta mới tính tiền. Mà tháng có 1.500.000 à. Ở trong cái chỗ làm đó là con làm những gì để mà dạ đó là... con 10 tuổi thì con bán tiệm tục quá. Con mặn đủ thứ hết.
có chú hỏi con là cũng như là con vô ở cái mà cái nhà của cái người mà hành hạ con đó là để mà chịu nợ đó. Dạ. Người mà ra tay đó. Người ra tay đó. Ừ. Là con làm những công việc gì á? Con làm gì anh kể coi. Vợ con mà công ty Minh Thái chặt đầu cá. Cũng như bằng cá ha. Dạ. Rồi về rồi quần áo mà con giặt luôn hay gì? Dạ quần áo gì nói gì giặt máy giặt, con gì phơi. Rồi sao bữa đó mà mắc đồ, mắc cái quần nhỏ của bà mà bà la con? Dạ đúng như là bà sạn. Bà sạn bà bươi một bóp vậy nè. Là bà sạn bà để dưới sàn á, để ứ gác tại chỗ đó là cái sông. Bà ứ gác chỗ đó là để nuôi gà nuôi vịt. Bà sạn cho đã rồi bà đúng sạn cho con. Cái bà để thừa con á là ăn cắp quần nhỏ với quần của nguyên nhỏ nguyên lớn đem vô phòng mà không ngờ là bà về sạn bà về cho con cũng như bà về quên bà về sạn bà về cho con rồi cái con á gì đúng lấy tại vì con á ở trên nhà dì hai là con về đây là con không có gì để trong mình con nha. Con đi ra hỏi cái căn nhà đó là con phải bị cõi đồ, cõi quần áo ra, không trừ quần nhỏ, quần lớn gì hết trơn á. Nhà bà kêu con cõi làm chi? Không cho con lấy. Rồi con bây giờ lấy bộ đồ của bà ngoại con mặc vô, con đi xuống nhà dì kiểm. Rồi con ở dưới đây. Rồi đúng như quần nhỏ nhỏ gì bà sạn. Rồi bà sạn đã, cái bà nói là bây giờ bà mắc quần nhỏ hết rồi. Bà nói con đem giục bỏ xong. Mà thật sự là con không có giục bỏ. Mà bà ép buộc con là con phải giục. Nếu con không chịu giục á thì bà đúng á này nọ. Bà ngoại con mới thấy con bị vậy đó. Bà ngoại con mới nói mày chịu đại đi. Con mới chịu, con mới nói là con giục hết, con giục. Bà mới hỏi con tại sao giục. Con mới trả lời á là bà về quýnh đập con ghét con giục. Thì bây giờ con phải biết nói sao bây giờ. Bây giờ ông ấy gì đúng không ấy. Mà không chịu, luôn bị quýnh, mà chịu, luôn bị quýnh. Chịu gọi miếng ầu, con mới làm sao? Hay là con chịu, con bị ít bị. Hay là con chịu mắc quậy con Hường. Con mắc quậy Hường 350. Bà nói nếu mà con trốn đi á, là bà tính tiền lời. Mấy cái mà 350? Trốn đi là tính tiền lời luôn á. Dạ 32 cái, 37 gì đó. Ba mấy cái hả? Con đâu có biết. Con không có lấy phải không? Con không có lấy. Mà ba nói con Dũng xong. Chắc con nghỉ 3K 3 ngày này chắc chắn ba phải kêu con xuống sông mò. Mà con có dục đâu mà mò. Rồi lỡ mà con xuống dưới con mò không có. Bởi là con quýnh con nữa là sao? Vậy vậy con biết 3 ngày đó nữa nào con đúng không có được yên ổn. Con nói là bữa đó là chịu qua là con nói là cỡ nào con cũng phải trốn đi. Bây giờ đúc lùm đi nữa con cũng phải trốn đi. Ở trong công ty ai đúng giúp đỡ con hết. Tiền ơi tiền. Ở lộn giang ơi giang mày trốn đi đi. Mày ở đây không có nổi đâu. Là trong công ty kêu con đó ha. Cô có xuống trong công ty gấp luôn rồi đâu. Dạ Hương. Mấy cô mấy chú nói là con đi đi. Gán thêm 5 ngày nữa là mấy gì lãnh lương á, mấy gì cho con góp người một mớ cho con. Mà con sao mà con gán được 5 ngày hay gì. Con nghe là nghỉ ca 3 ngày là con không có chăm chí con chặt cá. Con nói là con không còn chăm chí để con chặt cá nữa. Con nói hôm qua là con trốn về là được tới đây là con mừng không? Dạ rất là mừng luôn. Con ngủ không có được luôn á cậu. Rồi con có lo lắng gì không? Con rất là lo lắng. Con sợ con kiếm thấy con á. Con quên con, con bắt con về. Con rất là sợ. Thì bây giờ con đã về được đây rồi. Thì con yên tâm đi là không có sao nữa đâu. Thì có gì mấy chú sẽ ghi hình mấy chú giúp đỡ cho con. Lần đầu con rất là con về tới đây con cũng rất là sợ. Tại vì mẹ con cứ làm không có lại mấy người này. Bây giờ con cô chú giúp đỡ cho con. Con giảm sợ một chút. Nhưng mà trong lương tâm của con cũng còn rất là lo lắng. Cũng còn rất là sợ quậy. Thì con còn bà ngoại ở dưới nữa. Bà ngoại con mấy em con hả?
Nhưng là bà ngoại với con em của con là cũng làm trong đó luôn. Mẹ cũng em. Là con muốn là mấy chú sẽ giúp đỡ bà ngoại con về trên đây. Em trai con. Là em trai con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em con 9 tuổi. Em con 9 tuổi thì ở dưới là mấy người đó là bắt em của con làm những công việc gì? Nó 1 tháng là nó 10 ngày đã ra ghe rồi, nó ra tới 1 tháng. Nó vô là mất cửa chén, đụng dọn dẹp nhà cửa, có khách gì á con đi mặn ở nhà nó dọn dẹp nhà cửa xong hơi à. Nó đụng bị quýnh nữa. Nó còn bị lấy cái lửa cầu móc vô cái lửa tài giật nữa. Bởi vì con đi về đây con không muốn để em con chơi chởi. Con để em con chơi chởi con đau lắm. Con không biết là sao hết. Bây giờ con đi một mình con đi nè. Mà con lo bổng nổi nó sao mà lo em mà quy được. Bởi vì con xin cô chú giúp đỡ em con. Giúp đỡ mọi con. Có khăn không lên lấy khăn cho nó tụi. Rồi bây giờ trong lòng con về đây là con ngủ ngon không? Hay là con cũng chưa có ngủ ngon? Con chưa ngủ ngon đâu cậu. Khi nào mà con thấy mặt ngoại, thấy mặt em con mới ngủ ngon. Cũng như giờ con còn lo bà ngoại con ở dưới đó ha, với em con ha. Dạ, con còn rất lo. Em con bao nhiêu tuổi? Dạ 9. 9 tuổi bây giờ em con hiện đang làm gì? Em con đang đi ghe á. 9 tuổi mà sao đi ghe được? Không có 9 tuổi rồi sao đi ghe? 9 tuổi mà bắt đi ghe. 9 tuổi mà bắt đi ghe rồi bắt mà giặt đồ nấu cơm. Làm không có tiền á, trừ nợ hết. Rồi em con đi làm có tiền không hay là phải trừ nợ? Dạ có tiền. Mà nghe nói là vô cũng trừ qua nợ cho ngoại nữa. Bà dì con nói á, dì Kiểm bà nói á là nếu mà 30 triệu hay 40 triệu gì đó. Dì Kiểm con bà nói á là nếu mà con trốn đi á, bà ngoại con đi bà dì Kiểm không cho. Nhưng mà bà dì Kiểm không cho em con đi. Tại vì thằng Quy nó còn rất nhỏ, bà có thể, bà nói á là thằng Quy nó còn nhỏ, có thể để thằng Quy nó sống cả đời của nó để nó trả không hết nợ. Nhưng con không muốn em con trả nợ. Nhưng mà chịu mà sống cả đời không trả nợ nổi nữa. Nhưng mà con hiếu bao nhiêu? Cô không biết ngoại còn hiếu bao nhiêu, cô không biết. Nhưng mà con nghe giờ cuộc là xong rồi. Lại cũng xong rồi. Bây giờ con có cầu mong người đó thì con kêu mấy chú công an vô giúp con. Nè con nói đi. Ước nguyện của con sao? Ước nguyện của con sao con nói ra cho mấy cô mấy chú ở trên đây nghe biết có thể giúp đỡ cho con. Con ước nguyện là con muốn ngoài về, con muốn em con về tới đây an toàn. Con muốn cô chú giúp đỡ. Thì phải thứ nhất là phải nhờ các